Về tuổi nghỉ hưu thì chúng ta phải thấy được một cái quá trình. Tuổi nghỉ hưu đây nó liên quan đến chính sách bảo hiểm, tức là thời gian làm việc và đến lúc được nghỉ ngơi để hưởng chế độ hưu. Thì thực ra như các bạn biết đấy, là cái đạo luật về được hưu là được Hồ Chủ tịch ban hành tại sang đời 54 từ năm 1945. Và như vậy là trong hơn 70 năm qua thì chúng ta vẫn giữ cái tuổi nghỉ hưu năm là 60 và đấy là 5 năm. Và khi đó các bạn biết ấy, là cái lúc đấy tuổi thọ của chúng ta cỡ khoảng 55-56 tuổi thôi. Và đến bây giờ tuổi thọ của chúng ta lên đến 76 tuổi rồi. Và những người mà có độ tuổi từ 55 trở lên ấy, thì tuổi thọ đã trên 80 rồi. Và thứ hai ấy, cái trình độ phát triển của nền kinh tế của chúng ta là khác với cách đây hơn 70 năm. Thì rõ ràng có một câu chuyện nữa ấy, là sức khỏe, trí tuệ, năng lực của người lao động đã tăng lên rất nhiều so với 70 năm trước đây. Vậy thì chúng ta cũng phải xem xét những cái chuyện nữa là những cái chúng ta hiện nay đang bắt đầu bước vào già hóa dân số, và chúng ta trong tương lai nếu chúng ta không điều chỉnh tăng lên thì trong tương lai chúng ta sẽ thiếu lao động. Nhưng các nước hiện nay đã phát triển trước ta, ví dụ như mà là Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì người ta đang thiếu lao động bởi vì cái trình độ phát triển người ta rất cao rồi, cái tỷ lệ già hóa dân số của ta rất lớn, cho nên người ta vẫn đang phải chúng ta phải lao động, chúng ta xuất khẩu sang đấy. Vậy thì đến vài năm nữa chúng ta có trình độ phát triển như người ta thì chúng ta cũng thiếu lao động như đó. Vậy thì cái việc điều chỉnh là cần thiết.